Hello, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong MMO Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một chương trình Airdrop của cái ví à, có tên gọi là Al Crypto. Thì à, đây là một cái ví nó tương tự như cái ví Wallet ha Thì khi mà anh em đăng ký cái ví này thì anh em sẽ có cơ hội nhận được cái Airdrop à, của nó là cái đồng à, AVKT. Thì đây là một cái đồng coi của ví Cho nên cực kỳ tiềm năng luôn, anh em không nên bỏ qua cái, cái keo này ha Rồi thì mình sẽ giới thiệu sơ về cái ví này thì đây là một cái ví điện tử đa chuỗi à, gửi và nhận mua và bán giao dịch và đầu tư vào hơn một nghìn loại tiền điện tử trên một loạt các giao dịch à, trên một loạt các giao thức defi ha thì à, cái ví này nó để cho chạy trên google play cũng như app store ha thì cái ví này nó cũng có chức năng là à, gửi tiền cũng như là trò chuyện với cái người mà mình gửi tiền luôn nha Đó. những người nào dùng cái ví này thì anh em sẽ có thể là gửi gửi coi không cần không bằng địa chỉ ví mà gửi bằng cái uh, username ha rất là hay luôn ha ở đây là cái chức năng trao đổi uh, chuỗi chéo bridge ha thì đây tương tự như là cái ví C98 nó cũng có uh, gọi là cái ví đa chuỗi ha ngoài ra trên đây nó có cái mảng đầu tư và lưu trữ NFT uh, trong một cái bảng điều khiển ha đó rồi rất là tiềm năng luôn, luôn nha thì anh em không nên bỏ qua cơ hội này rồi thì uh, để đăng ký cái này ha thì anh em sẽ uh, bấm vào cái chữ Google Play đây Ha. anh em nào xài iPhone đó thì anh em bấm vào App Store nha rồi bấm vào rồi tiếp tục anh em bấm cài đặt cho mình rồi bấm mở nè rồi bấm mở rồi tiếp tục ha thì nó sẽ hiện ra cái uh, giao diện như thế này rồi ở cái bước này thì uh, anh em sẽ bấm vào cái chữ là create new wallet ha rồi ở phần anh em do wallet thì anh em sẽ đặt cái tên của cái ví của anh em ha thì mình sẽ đặt là phong mmo rồi đây là cái tên ví ha sau đó anh em bấm từ nét đó thì ở cái màn hình này này à, nếu như màn hình à, khi mà anh em xem video thì nó sẽ là một màn hình tối ha thì anh em lắng nghe mình thì với cái bước này nó sẽ hiện ra là um, những cái cụm những cái cụm từ bảo mật ở đây ha thì anh em copy cái những cụm từ này anh em lưu vào một nơi an toàn ha. Sau này anh em sẽ dùng để mở cái ví của anh em hoặc là dùng để khôi phục cái ví của anh em nha. Rồi, thì anh em sẽ cốp vào một nơi an toàn sau đó à, hoặc là anh em sẽ ghi ra giấy ha. Rồi, tiếp tục anh em bấm vào I have a safe uh, store my uh, menonite nè. Anh em bấm vào cái tích u vuông ở dưới á, sau đó anh em bấm chữ net cho mình nha bước tiếp theo thì anh em sẽ sắp xếp những cái cụm từ mà hồi nãy anh em đã copy á, anh em sắp xếp theo đúng cái trình tự như hồi nãy ha. rồi thì sau khi anh em sắp xếp các cái từ đúng theo cái thứ tự như ban đầu ha, sau đó anh em sẽ bấm chữ net cho mình. rồi tiếp tục nó sẽ hiện ra cái dòng là referral code ha, thì anh em sẽ nhập cái code mình có để trên phần mô tả video dưới phần mô tả video hoặc là trên cái màn hình ha, à, màn hình video thì anh em sẽ nhập đúng cái mã code này vào. thì khi anh em đúng nhập đúng cái mã code này thì anh em mới có cái cái token thưởng ha rồi thì anh em nhập vào đi rồi tiếp tục anh em bấm chữ nét cho mình nha rồi như vậy là nó đã báo cái ví mình được tạo thành công ha rồi tiếp tục ở cái bước này thì anh em sẽ điền cái username của anh em vào ha thì anh em có thể là lấy cái tên ví của mình luôn cũng được đó rồi sau đó anh em sẽ xuống anh em bấm chữ cần phim cho mình nha Confine. Rồi, tiếp tục anh em sẽ tạo một cái mã pin cho mình ha. Ở đây mã pin gồm bốn số. Rồi anh em bấm chữ nét nè, anh em nhập một lần nữa ha. Sau đó nó hiện ra là cái thông báo như thế này thì anh em bấm chữ Z cho mình. Đó. Rồi nó sẽ hiện ra là cái đồng cái đồng tiền mặc định của cái ví ha thì anh em vẫn giữ nguyên là cái đồng USD đây ha. Đó, rồi như vậy là xong như anh em bấm vào mũi tên quay ra đó thì đây là cái giao diện quý của mình ha nó có tên quý luôn ở trên này đó rồi đó, anh em chị sẽ kéo xuống xem sơ ha thì đây là cái giao, giao diện quý này nó sẽ gồm tất cả những cái token ở đây à, ở đây nó có token là an crypto bếp 20 ha evt đó rồi bây giờ mình sẽ vào nhận cái cái thưởng của nó ha thì anh em sẽ vào cái uh, biểu tượng cái hình ở phía giữa này hình tròn bự đây này anh em bấm vào đó sau đó anh em bấm chữ reward cho mình ha đó thì để kiếm được cái token miễn phí này thì anh em sẽ cần phải chuẩn bị cho mình một số cái đồng matic ha đó. thì mình sẽ chuyển vào ví cái an này từ ví trên wallet thì anh em sẽ chuyển qua chuyển lại ha gửi đi gửi lại thì 5 lần như vậy thì anh em sẽ nhận được là 75 mươi lăm nè ha ha thì bây giờ mình sẽ tiến hành làm nhiệm vụ ở đây ha Rồi quay ra Bây giờ mình sẽ tiến hành gửi 0.01 cái matic vào cái cái ví này ha. ha Anh em sẽ chọn một polygon Sau đó anh em bấm chữ receive ha Để anh em gửi vào Sau đó anh em copy địa chỉ này ha Copy địa chỉ Rồi anh em quay qua ví trách led Thì anh em sẽ chuẩn bị cho mình một ít cái đồng matic ha Ở đây mình có một đồng matic nè ha Một đồng matic rồi bây giờ mình bấm vào polygon nè, sau đó mình sẽ bấm gửi ha, gửi. Gửi, sau đó anh em bấm chữ dán để dán cái địa chỉ của cái ví An vào. Ở đây đuôi là 72D, mình kiểm tra xem đúng chưa. Rồi đúng rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ bấm là số lượng Matic thì mình sẽ gửi là 0.01 Matic đi. Rồi bấm tiếp tục. đó sau đó là ở đây uh, phí và cũng như là tiền gửi là chỉ có 0.01 đô thôi nha, bấm xác nhận cho mình đó như vậy là thành công rồi ha, bây giờ mình quay lại quý uh, anh crypto như vậy là đây nó đã được xác nhận rồi nè, nó vào liền anh em nha, rất là nhanh luôn, tốc độ rất là nhanh, đây mình đã chuyển 0.01 Matic nè thì anh em sẽ vào cái nhiệm vụ thưởng xem, anh em vào reward đó rồi bây giờ mình sẽ uh, thực hiện cái việc uh, gửi gửi cái đồng này ra lại cái cái cái, cái uh, ví tích một led nha bây giờ mình uh, gửi rồi bây giờ mình hồi nãy là mình nhận rồi bây giờ mình sẽ gửi lại ha gửi bấm chữ sen này mình sẽ gửi lại cái uh, ví tích con led nha rồi mình sẽ vào lại ví tích con led anh em là vào cái phần polygon hồi nãy ha rồi, anh em bấm chữ nhận cho mình sau đó bấm sao chép nè rồi ở đây anh em bấm vào polygon sau đó anh em bấm chữ send nè rồi anh em dán địa chỉ vào dán địa chỉ rồi anh em sẽ bấm match ở đây ha à, bấm match thì ở đây anh em sẽ phía dưới này anh sẽ chọn là cái mục là solo đi để cho cái phí mà tích nó rẻ nhất ha đó rồi anh em bấm chữ send cho mình rồi bấm send rồi anh em sẽ xác nhận mà pin đó rồi tiếp tục ha như vậy là ok nè, đã gửi thành công nha. Rồi bấm no thêm. Đó, thì ở đây mình sẽ vào cái ví rất con lại mình xem. Đó. Đó, như vậy là mình đã nhận rồi ha. Đây, để anh em có thể nhận được 75 AWKT này anh em sẽ cần phải phát sinh à, 5 cái giao dịch nha. Như vậy là mình đã gửi 0.5 cái đồng Matic ha. Đó, mình gửi ra là vào luôn. Rồi, đó thì anh em sẽ thấy được cái à, anh em vào phần thưởng lại ha và cái reward đó thì hiện tại á à, cái phần thưởng nó nó chưa có cập nhật anh em nha à, mặc dù mình đã gửi năm cái giao dịch rồi tuy nhiên là cái a này nó chưa có cập nhật cho mình nha thì à, việc trước mắt thì anh em cứ thực hiện cái năm cái giao dịch đi đã ha rồi anh em sẽ làm tất cả nhiệm vụ đi còn à, khi nào nó sẽ trả cái cái a này à, thì mình sẽ thông báo cho anh em sau ha thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để nhận 30 AGPT. Thì anh em sẽ vào cái phần um, chat ở đây. Sau đó anh em sẽ search ở đây. Thì uh, đối với anh em thì anh em sẽ search là cho mình là uh, chữ Phong MMO ha. Thì lúc đó nó sẽ hiện ra cái uh, cái địa chỉ ví của mình ha ha. Còn hiện tại cái tài khoản của mình hiện tại là đang là Phong MMO cho nên là nó sẽ không có hiện ra cái Phong MMO này. Còn trên uh, tài khoản của anh em uh, thì khi anh em search Phong MMO thì nó sẽ hiện ra địa chỉ của mình ha thì bây giờ mình sẽ uh, gửi cái uh, một ít matic vào một cái địa chỉ của một cái uh, người bạn của mình ha anh em sẽ search ở đây đó thì anh em sẽ gửi cho cái người này ha rồi anh em bấm vào đây rồi sau đó anh em sẽ uh, gửi tin nhắn này hai này hả sau đó anh em sẽ bấm vào cái dấu mũi tên ở đây anh em bấm vào send crypto ha rồi anh em vào cái chọn là polygon ở đây rồi tiếp tục anh em sẽ gửi cái khối lượng là 0.01 cái đồng martix rồi yeah. sau đó anh em bấm uh, chọn cái mục slow để cho chi phí nó rẻ nhất sau đó anh em bấm từ send rồi bấm từ send ha rồi đó anh đang thực hiện là Send này thì nó sẽ gửi 0.01 cho cái người bạn của mình. Ha. Em chờ một xíu xem ở đây nó đã thành công thì nó sẽ ghi thành công nè. Hiện tại nó đang ở chế độ pending ha. Đó. Thì khi nào mà nó thành công thì nó ghi là share share full ở đây. Và lúc đó anh em sẽ nhận được là 30 cái đồng AI Đó anh em quay lại phần quà. Rồi qua phần quà. Đó. Như vậy là mình đã nhận được 30 cái đồng EVKT rồi nè. Đó, hiện tại nhiệm vụ đầu thì mình chưa nhận được nha. Với nhiệm vụ thứ hai thì mình nhận ngay lập tức luôn. Đó, còn nhiệm vụ thứ ba là anh em sẽ kiếm được 70 cái đồng EVKT. Thì cái nhiệm vụ này thì anh em à, cần phải nộp 10 đô để anh em thực hiện là một cái giao dịch à, ở cái phần cầu nối á. Anh em vào cái phần tray này. Ở đây nó có một bridge nè. Đó. Thấy không? thì anh em cần phải nộp vào 10 đô thì anh em thực hiện cái nhiệm vụ này thì nhiệm vụ thì anh em tốt nhất là không nên làm này ha đó rồi thì như vậy thôi thì anh em sẽ thực hiện cho mình là ba uh, hai cái nhiệm vụ đây thôi là anh em sẽ kiếm được là 105 cái đồng a KT, nha đó riêng nhiệm vụ đầu thì mình chưa cái nhận được đó thì để chia sẻ bạn bè thì anh em bấm vào reward ở đây này anh em copy cái mã giới thiệu ha uh, chia sẻ cho bạn bè còn cái phần link á, thì anh em vào cái phần invite ở đây anh em sẽ copy cái link à, chia, chia sẻ cho bạn bè thì như vậy anh em nhé thì đây là một cái kèo à, nhận miễn phí cái token avt của cái ví à, an crypto thì đây là một dự án cũng à, cực kỳ tiềm năng à, kèo ví thì anh em không nên bỏ qua ha thì sau này nó tương lai nó cũng sẽ tương tự như cái ví trust wallet của mình cho nên anh em à, tranh tranh thủ ha có một ít cái đồng Matic thì với kèo này thì anh em chỉ bỏ ra tầm khoảng không trăm mấy đô là anh em có thể um, nhận được cái token miễn phí của nó rồi ha, à, không cần nạp quá nhiều anh em nha. Rồi ok thì video đến đây xin kết thúc ha. Nếu thấy video hữu ích thì cho mình một like để ủng hộ video. Những anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm vào nút đăng ký và chọn vào chuông bên phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.